Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay, mùng 1 tháng 11, chúng tôi sẽ dành toàn bộ thời lượng để phản ánh tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra và công tác cứu hộ cứu nạn trên địa bàn toàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, ngay trong chiều nay, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã trực tiếp về các địa phương để chỉ đạo công tác ứng phó, cứu hộ cứu nạn. Đồng chí Nguyễn Đức Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Danh, thị xã Ba Đồn và một số xã ven sông Danh trên địa bàn huyện Quảng Trạch. Kiểm tra công tác kêu gọi và đảm bảo an toàn khu neo đậu tàu thuyền tại Cảng Danh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Hoài đã yêu cầu đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Danh tập trung lực lượng kêu gọi đôn đốc chăng chéo cả phương tiện an toàn, tăng cường tuyên truyền vận động không để người dân ở lại trên thuyền nhằm đảm bảo tính mạng con người và tài sản. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch, đến chiều ngày 1 tháng 11 đã có 1.470 nhà dân bị ngập, trong đó địa phương có số nhà bị ngập nhiều nhất là xã Phù Hòa với 550 nhà. Đây cũng là xã có nhà bị ngập sâu nhất ở huyện Quảng Trạch, khoảng 2,5 mét. Các tuyến đường liên xã Cảnh Hòa đi Phù Hòa và tuyến đường từ Quảng Thanh, Quảng Phương, Quảng Lưu, Quảng Thạch đã bị chia cắt hoàn toàn. Nước lũ lên nhanh đã gây thiệt hại cho người dân các xã thấp trũng ở huyện Quảng Trạch. Cũng có hai mẹ con thì con đang nhỏ nữa là cũng không chủ động, chỉ chuyển lên trên gác thôi, chuyển lên trên gác được mấy thì nước nó to thì vào cũng vẫn cứ ngập. Thì thiệt hại thóc lúa rồi là gà vịt được khăn vô cả đêm nên trôi ngập lộ trôi hai con heo mất rồi chứ là hai con thì bạc đi kiếm vẫn có. Ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch có 3 tàu cá dưới 30 cv của ngư dân thôn Xuân Hải bị chìm, có 2 tàu đã được trục vớt. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra, Ủy ban nhân dân huyện, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Quảng Trạch đã chỉ đạo thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ. Hiện nay thì chúng tôi đang tập trung lực lượng ở các điểm xung yếu, sẵn sàng hỗ trợ ứng cứu cho cả bà con ở các điểm xung yếu. Và đối với các điểm ngập lụt sâu thì hiện nay là chúng tôi đã triển khai chỉ đạo di dời các hộ dân về nơi an toàn để đảm bảo an toàn tài sản cũng như tính mạng của nhân dân. Tại các nơi đến kiểm tra, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo chính quyền địa phương huyện Quảng Trạch cần nghiêm túc thực hiện phương án phòng chống lũ lụt, ứng phó với mưa lũ. Trong đó tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, cảnh báo cho dân cư sống ở vùng ven sông suối, hạ du, các hồ đập, vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét biết thông tin để chủ động ứng phó. Tổ chức phương án di dời dân tại các vùng nguy hiểm, vùng thường bị ngập lụt chia cắt, đảm bảo tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người. Chủ động tích trữ lương thực, thực phẩm, nước uống đủ dùng trong thời gian mưa lũ bị chia cắt. Ra soát phương án điều tiết nước, đảm bảo an toàn hồ đập cũng như an toàn vùng hạ du. Cử cán bộ trực 24/24 giờ ở các hồ đập chứa nước để kiểm tra, theo dõi và có biện pháp ứng phó kịp thời. Chính quyền địa phương tăng cường chỉ đạo các xã phường, thị trấn tuyên truyền quán triệt cho nhân dân không đi vớt củi, đánh bắt hải sản trên các khu vực ngập nước, khu vực nguy hiểm. Cũng trong chiều nay, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến kiểm tra công tác phòng chống mưa lũ tại huyện Lệ Thủy. Tính đến chiều ngày 1 tháng 11, nước sông Kiến Giang tại huyện Lệ Thủy xấp xỉ báo động 3. Nước sông lên cao đã làm cho gần 1.000 nhà dân các xã An Thủy, Lộc Thủy, Phong Thủy, Sơn Thủy, Hoa Thủy bị ngập. Nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt, nhiều hệ thống đê bao kênh mương thủy lợi bị sạt lở hư hỏng nặng. Để đảm bảo an toàn cho người dân, Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy đã di dời 24 hộ dân ở xã Ngân Thủy đến nơi an toàn. Vào lúc 5 giờ sáng ngày 1 tháng 11, dông lốc xảy ra tại xã Mai Thủy và Phú Thủy làm 71 ngôi nhà bị tốc mái hư hỏng và một người bị thương. Đến 11 giờ cùng ngày, các lực lượng công an, quân sự đã giúp người dân lợp lại toàn bộ các mái nhà bị hư hỏng. Sau khi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã trực tiếp đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả dông lốc tại xã Mai Thủy. Tại đây, đồng chí đã ghi nhận sự kịp thời, hiệu quả trong công tác khắc phục hậu quả, đảm bảo cho người dân có nơi ở an toàn. Đến kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại các xã An Thủy, Lộc Thủy, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Lệ Thủy cần tập trung ứng phó với mưa lũ theo phương châm 4 tại chỗ, tiếp tục ra soát lại các khu vực nguy hiểm để triển khai phương án di dời dân, huy động các lực lượng bộ đội, công an phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tại những tuyến đường bị ngập nước cần có biển báo và tổ chức canh gác không để người và phương tiện qua lại.
Đồng chí cũng nhấn mạnh, kiên quyết không để xảy ra trường hợp người dân bị thiếu đói, thiếu nước sạch trong những ngày mưa lũ và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Xuân Quang cũng đã đến kiểm tra tình hình xả lũ tại hồ Rào Đà ở huyện Quảng Ninh. Hiện nay trữ lượng nước của hồ đạt 79 triệu mét khối trên 82 triệu mét khối theo công suất thiết kế. Để đảm bảo an toàn hồ đập, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi đã thông báo và bắt đầu xả lũ từ ngày 31 tháng 10. Hiện nay lưu lượng xả 140 mét khối trên giây. Tại đây, đồng chí lưu ý công ty cần phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi mực nước vùng hạ du để điều chỉnh mức xả phù hợp nhằm đảm bảo an toàn hồ đập và cuộc sống của người dân vùng hạ du. Sáng nay ngày 1 tháng 11, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn thị xã Ba Đồn, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Danh, Hải đội 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình và ngư dân phường Quảng Phúc đã nỗ lực cứu thành công 6 thuyền viên bị mắc kẹt trên tàu cá bị lật tại cửa sông Danh. Theo đó, vào khoảng 6 giờ sáng ngày 1 tháng 11 năm 2016, tàu cá của ông Nguyễn Tiến Dũng, sinh năm 1982, trú tại Tân Mỹ, đang trên đường vào bờ thì bị mắc cạn và lật tại cửa sông Danh. Sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn thị xã Ba Đồn, Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Cảng Danh, Hải đội 2 Biên phòng Quảng Bình và ngư dân phường Quảng Phúc đã nhanh chóng triển khai các phương án ứng cứu. Thì 6 giờ sáng, thì nghe tin có một tàu của người dân Tân Mỹ bị chìm ngay cửa Danh. Thì Ủy ban dân đã huy động lực lượng và báo cáo cho các cơ quan chức năng để công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn kịp thời. Riêng về Ủy ban dân phường thì đã tập trung lực lượng về tại trạm biên phòng cửa Danh và huy động tàu công suất lớn ra để trong tình huống để vớt người. Nhưng vì chiếc tàu này nằm ngay trên bãi cồn cho nên là việc tiếp cận rất khó khăn. Do gió to, nước chảy xiết nên sau hơn một giờ đồng hồ, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được tàu gặp nạn và nhanh chóng đưa các nạn nhân vào bờ. Chúng tôi đã hạ thủy cano và triển khai cano để tiếp cận cái tàu bị nạn để cứu các cái ngư dân bị nạn vào bờ. Mặc dù là trong cái điều kiện là nước chảy xiết, gió mùa đông bắc về, sóng rất to, nhưng với cái tinh thần quyết tâm của bộ đội biên phòng, với cái tính mạng của người dân là trên hết, chúng tôi đã cố gắng hết sức để vượt qua cái sóng gió tiếp cận được và đến cái thời điểm này đã đưa được 6 thuyền viên của trên cái tàu bị nạn vào bờ an toàn. Tôi từng ghi biển đi, giờ có giờ là thấy họ có giờ tai nạn thì tôi cũng nỡ lòng nào đi, nhằm cứu được thì bọn tôi cũng ra một thời gian ra giúp đỡ cứu thì được thì cứu người cho có giờ được an toàn cả. Hai người toàn la toàn sống với nhau thì anh em giúp đỡ được nhau khi mình khi hồ thì khi hoàn nạn giữa ai cả thế, nhưng tôi nó cỏ chết tôi cũng ra giúp đỡ cứu hộ được an toàn. Em quá trình ngoài chạy bố thì nước còn vô nhiều quá, anh em 6 người thuyền viên tạt đô không kịp, vơi nắng kịp rồi nước nhiều quá thì em biết là phục là cũng gần chìm rồi thì em đâu vô trong cạn để cứu anh em mà cứu nhân viên. Bây giờ vừa tìm thì em điền cho vợ em là chạy xuống nhớ đôn nhớ cứu hộ cứu nạn đến cứu anh em ngoài thuyền viên ngoài tàu. Nhớ cảm ơn đôn và cảm ơn cứu hộ cứu nạn. Hiện tinh thần và sức khỏe của các ngư dân gặp nạn đã ổn định. Các lực lượng chức năng đang triển khai trục vớt tàu cá. Ngay sau khi giải cứu thành công 6 thuyền viên bị gặp nạn, đồng chí Trần Thắng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn đã khen thưởng, ghi nhận và biểu dương hành động dũng cảm của các lực lượng cứu hộ. Tại thôn Phú Nhiêu, xã Thường Hóa, nước lũ lên nhanh đã làm ngập sâu đoạn đường Hồ Chí Minh với chiều dài gần 3 km, với mức sâu trên 1,5 m. Toàn thôn đã có 20 hộ bị ngập sâu trong nước. Nhờ có sự chủ động nên các hộ dân đã nhanh chóng sơ tán người đến nơi an toàn. Các vật dụng trong nhà cũng được di chuyển lên vùng cao hơn. Đến thăm hỏi, động viên bà con nhân dân thôn Phú Nhiêu, đồng chí Bí thư Huyện ủy Minh Hóa đã chia sẻ với khó khăn của bà con, đồng thời mong muốn nhân dân cố gắng vượt qua, huyện sẽ có phương án hỗ trợ kịp thời cho nhân dân để bà con không bị đói, rét trước, trong và sau lũ. Trong những ngày này, bà con nhân dân phải đoàn kết, cùng tương trợ nhau. Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm cũng đã trao mì tôm, lương khô, nước uống cho các hộ gia đình đang bị ngập lụt. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng yêu cầu lãnh đạo xã Thường Hóa phải bám sát địa bàn, đảm bảo tốt nhất an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Khi nước lũ rút, cần huy động lực lượng giúp nhân dân dọn dẹp nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống. Do mực nước sông Danh dâng cao đã làm cho hơn 6.000 ngôi nhà ở huyện Tuyên Hóa bị nhấn chìm trong lũ, đời sống sinh hoạt sản xuất của người dân nơi đây đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn.
Theo báo cáo từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tuyên Hóa, tính đến 19 giờ tối ngày 1 tháng 11, toàn huyện đã có hơn 6.300 ngôi nhà bị ngập, trong đó ngập trên 3 mét là 150 nhà, ngập từ 1 đến 3 mét là hơn 3.000 nhà. Hai nhà bị sập ở xã Thuần Hóa, 300 hộ bị cô lập hoàn toàn, tập trung chủ yếu ở các xã Cao Quảng, Kim Hóa, Châu Hóa. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, huyện Tuyên Hóa đã di rời khẩn cấp 402 hộ dân ở các xã Châu Hóa, Hương Hóa, Ngư Hóa, Kim Hóa, Thuần Hóa đến nơi an toàn. Đợt vừa rồi là của tôi là nuôi là có 2-3 con lợn, mà nó trôi hết 2 con lợn mà, phải trôi hết 2 con lợn con. Gia đình ra thì có chi là mất mát hết, ướt hết, không có gì mà dùng được cả. Từ xong thì tiếp được đợt nghỉ, nhà thì thuộc hộ nghèo, cũng thấy sống rất là khó khăn. Thì mong là chỉ về trên là giúp đỡ hỗ trợ tôi một ít. Trong đợt này thì nước lên rất là nhanh, dù rằng đã có cái công điện của huyện, rồi xã thì đã tập trung chỉ đạo tất cả các thôn, bà con đã chuẩn bị khắc phục, chuyển cả cái nhà thấp lên nhà cao, là chuẩn bị tất cả các cái điều kiện để khắc phục lại cái lũ lụt. Nhưng trong quá trình triển khai thực hiện thì đến thời điểm hiện nay thì có 478 nhà bị ngập, trong đó nhà ngập sâu trên 1 mét là có 210 nhà. Hiện tại thì có một cháu là bị thương do khắc phục lũ lụt. Mưa lũ cũng đã làm cho hệ thống trường học trên địa bàn huyện bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Có 27 trường bị ngập lụt, trường ngập sâu nhất 3 mét, trường trung học cơ sở Tiến Hóa bị sập 60 mét tường rào. Đến thời điểm này thì nước đang chưa rút cho nên là mọi giáo viên cũng đang chờ đợi và sau khi nước rút thì cũng là thể là khắc phục lại những cái hậu quả lũ. Đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đã có 2 người bị thương do mưa lũ ở xã Tiến Hóa và xã Phong Hóa. Lãnh đạo huyện Tuyên Hóa yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến của thời tiết, huy động mọi lực lượng kịp thời ứng phó nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra. Đến chiều ngày 1 tháng 11, trên địa bàn thị xã Ba Đồn đã có trên 5.400 nhà dân bị ngập lũ. Các xã phường bị ngập sâu gồm Quảng Tiên, Quảng Trung, Quảng Hải, Quảng Sơn, Quảng Lộc, Quảng Tân, Quảng Thủy, Quảng Minh và phường Quảng Thuận. Bị ngập nhiều nhất là xã Quảng Tiên với khoảng 1.300 nhà. Anh em tôi đề nghị đừng để ảnh hưởng đến người, con vật chất cũng mất đi đó, bà con cố gắng, cô để an toàn. Con người là quý giá nhất, thôn là đo giang vận bổ thì khu nào ra khu này, một thôn như này chia ba vùng ba đo. Mặc dù nước lũ lên nhanh, nhưng nhờ chủ động triển khai phương án 4 tại chỗ, nên các hộ dân bị ngập trên địa bàn thị xã Ba Đồn vẫn chủ động lương thực thực phẩm. Cái đợt trước thì không chuẩn bị được cái chi, cái đợt trước thì nói chúng là cùng vô lũ lụt là mình cùng chuẩn bị được tiền mới cho bếp ga lên trên trá để nấu ăn, để là mình ăn cơm với là có mì tôm vừa rồi họ cứu trợ. Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, lãnh đạo thị xã Ba Đồn đã bố trí cán bộ túc trực 24/24 giờ để xử lý tình huống đột xuất. Trong ngày 1 tháng 11, lãnh đạo thị xã Ba Đồn đã cử các đoàn thị sát, chỉ đạo các địa phương nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai với phương châm 4 tại chỗ. Thị ủy là chỉ đạo là tất cả các đồng chí cấp ủy phụ trách các địa bàn, để các cái thành viên trong ban phòng chống bão lụt đã nằm tại các cơ sở, tại các xã này đều có các đồng chí đều nằm cả. Do đó là cùng với lãnh đạo cán bộ xã, cán bộ thôn là tập trung để kiểm tra tình hình ở cơ sở để mà giúp dân khắc phục tất cả mọi cái vấn đề tình huống xảy ra thì như vậy là có thể giải quyết tại địa phương. Ngoài ra thì điều cấp ủy đây các cái ban ngành quân sự công an thì có cái lực lượng tăng cường để là giúp dân. Ngay trong chiều ngày 1 tháng 11, lực lượng ban chỉ huy quân sự thị xã Ba Đồn đã kịp thời ứng cứu, đưa ông Đinh Quý Sửu trú ở thôn Vĩnh Lộc, xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn đến bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình cấp cứu. Ông Sửu bị thương khi đưa gia súc lên vùng cao tránh lũ. Toàn huyện Bố Trạch có hơn 150 ngôi nhà bị ngập. Huyện đã di rời 30 hộ dân ở các xã Phúc Trạch, Sơn Trạch, Liên Trạch đến nơi an toàn. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, hiện nay các địa phương đang tích cực hướng dẫn người dân trăng chống lại nhà cửa, kê cao tài sản, đồ dùng vật dụng gia đình tránh không bị ngập trong nước. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các ban ngành, mặt trận, đoàn thể tùy theo tình hình cụ thể của từng địa phương chủ động đối phó theo phương án 4 tại chỗ, cử xã đội viên, công an viên chốt chặn tại các vị trí xung yếu, nguy hiểm để quản lý việc đi lại của nhân dân. Sáng ngày 1 tháng 11, lãnh đạo huyện Quảng Ninh đã đi kiểm tra tình hình an toàn hồ đập và một số địa phương bị ngập lụt để chỉ đạo ứng phó. Mưa lớn trong những ngày qua đã làm nhiều địa phương ở huyện Quảng Ninh như xã Trường Sơn, Trường Xuân, Tân Ninh, Hiền Ninh, An Ninh bị ngập lụt. Nước vào nhà dân từ 30 đến 50cm. Nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn bị ngập cục bộ. Thêm vào đó, từ ngày 31 tháng 10, hồ Rào Đá, hồ chứa nước có dung tích lớn nhất tỉnh đã được xả lũ theo quy trình.
Sáng ngày 1 tháng 11, lượng nước xả qua tràn là 250 mét khối trên giây. Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh đã chỉ đạo các xã thông báo với người dân chủ động ứng phó trong thời gian xả lũ, với dự báo mực nước có thể tăng lên 1 mét. Nếu không có mưa lớn, hồ Rào Đá xả nước đến hết chiều ngày 1 tháng 11, đảm bảo không gây ngập lũ lớn cho các xã vùng hạ du. Lãnh đạo huyện Quảng Ninh cũng kiểm tra mực nước tại hồ chứa nước Trục Trâu, hồ Điều Ga, các hồ chứa nước trên địa bàn và tiến hành kiểm tra tình hình tại các địa phương bị ngập lụt để có phương án ứng cứu trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp hơn. Hiện nay cùng với các lực lượng chức năng khác, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đang gấp rút thực hiện công tác ứng cứu tại những địa bàn rốn lũ của tỉnh Quảng Bình. Cụ thể, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã cắt cử 3 tổ công tác đặc biệt đến với địa bàn các huyện có nguy cơ ngập lụt cao với phương tiện xe chuyên dụng và cano để chủ động tiếp cận với nhân dân vùng lũ. Phân bổ lực lượng về người và phương tiện để sẵn sàng chi viện nếu có tình huống xấu xảy ra. Chỉ đạo các đồn biên phòng trên hai tuyến biên giới và tuyến biển chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để triển khai công tác di dời dân ở những vùng dễ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng lực lượng phương tiện. Thứ nhất là đối với các đồn biên phòng thì cử 10 đến 15 đồng chí phối hợp với địa phương kịp thời về các cái khu vực mà bị thấp trũng, dễ bị ngập lụt, rồi khu vực dễ bị lũ quét, lũ ống và sạt lở đất, kịp thời di dời các cái hộ dân ở cái khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, tổ chức cái lực lượng phối hợp với các lực lượng như là công an với thanh tra giao thông để phân luồng, ngăn chặn người dân đi lại các cái khu vực nguy hiểm để tránh xảy ra tai nạn. Trên biển thì trước cái tình hình áp thấp nhiệt đới và gió mùa lớn và mưa lớn thì chúng tôi đã chủ động kêu gọi sắp xếp cái tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn. Trong ngày 1 tháng 11, mực nước trên các sông của tỉnh Quảng Bình vẫn đang có chiều hướng dâng cao, dễ xảy ra tình trạng ngập lụt trên diện rộng. Cùng với các lực lượng chức năng khác, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình tiếp tục huy động tối đa lực lượng để triển khai thực hiện tốt công tác ứng cứu và hỗ trợ kịp thời về lương thực, thực phẩm cho bà con nhân dân ở những vùng bị chia cắt. Chúng tôi đang tiếp tục theo dõi, khảo sát, nắm chắc tình hình và chỉ đạo cho các đồn biên phòng là kịp thời cấp gạo, lương thực, thực phẩm để và thuốc men để ứng cứu bà con nhân dân kịp thời nhất và tiếp tục là nắm tình hình các địa bàn để cử các đoàn công tác, trong đó có quân y, có lực lượng của bộ đội của thanh niên để kịp thời giúp dân, đồng thời là tiêu độc khử trùng xử lý cái nguồn nước, đảm bảo cái nước sạch cho dân là có sử dụng ngay sau khi mà lũ rút. Với những biện pháp cách làm hay và phù hợp với tình hình thực tiễn, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã và đang là chỗ dựa to lớn đối với nhân dân các vùng bị lũ lụt, giúp nhân dân vững niềm tin chống chọi với thiên tai. Trước tình hình mưa lũ diễn biến bất thường, Công an tỉnh Quảng Bình đã tăng cường lực lượng cùng phương tiện về các địa bàn xung yếu, phối hợp với công an các huyện giúp dân tránh lũ an toàn. Tại các rốn lũ như huyện Tuyên Hóa, Lệ Thủy, Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn, lực lượng công an đã kịp thời sơ tán người dân đến nơi an toàn, vận chuyển đồ đạc lên chỗ cao rào hơn, cấp phát mì tôm nước uống cho người dân, tuyệt đối không để người dân bị thiểu đói trong lũ. Cơ quan công an về đem mì đi tránh lụt, mì rất cảm ơn các con. Tính đến thời điểm này, mực nước tại các địa phương này vẫn đang dâng cao. Giao thông trên các tuyến đường vào các xã bị chia cắt hoàn toàn. Chính vì thế, để đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng của người dân trong lũ, lực lượng công an toàn tỉnh đã và đang ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng hỗ trợ kịp thời cho người dân khi nước lũ tiếp tục lên cao, bố trí phương tiện cùng lực lượng có mặt tại địa phương để giúp nhân dân vượt lũ, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Bình đã huy động tối đa cả phương tiện, lực lượng, con người, phương tiện, phối kết hợp với là các cái đơn vị chức năng khác như thanh tra giao thông, công an huyện, bộ đội biên phòng tổ chức là cứu trợ, cứu hộ những người dân mà bị ngập lụt sâu, nhất là ở vùng Cảnh Hóa, Phù Hóa, Văn Hóa. Thì nhiệm vụ trọng tâm của chúng tôi là đảm bảo đến từng hộ dân để mà động viên rồi là cứu trợ, trong đó là có cả vật chất và cả tinh thần. Và nhất là những cái trường hợp nào mà có nhu cầu đau ốm, bệnh tật mà đi bệnh viện thì chúng tôi sẵn sàng là đưa lên bo để trực tiếp là chở đi cấp cứu kịp thời. Lũ trong lũ, cảnh ruộng vườn, nhà cửa tan hoang, đó là những mất mát đau thương mà người dân miền Trung nói chung, người dân Quảng Bình nói riêng phải gánh chịu do hai trận lũ liên tiếp gây ra.
Dẫu vậy, người dân nơi đây luôn thấy ấm lòng được sự sẻ chia quan tâm rất lớn của đồng bào chiến sĩ trong cả nước dành cho vùng rốn lũ Quảng Bình. Thưa quý vị và các bạn, đợt mưa lũ từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 10 đã làm sạt lở và hư hỏng nhiều tuyến đường tỉnh lộ và quốc lộ đi qua địa bàn Quảng Bình. Những hậu quả chưa kịp khắc phục thì trong hai ngày vừa qua, mưa lớn đã làm ngập và chia cắt nhiều tuyến đường. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại quốc lộ 12A. Ngày 1 tháng 11, tuyến quốc lộ 12A từ thị xã Ba Đồn lên huyện Minh Hóa vẫn bị chia cắt nhiều đoạn. Đặc biệt từ km 29,000 đến km 34,000, đoạn qua địa phận thôn Minh Cầm Nội, xã Mai Hóa, thôn Yên Tổ, xã Phong Hóa, thôn Đồng Lâm, xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa bị ngập sâu từ 1 đến 2 mét. Đường xã đấy thì như là có những ngập hết cả rồi, chứ không đi ra được nữa, băng hết. Nước thì chảy mạnh, bà con họ không làm gì được cả. Giao thông tê liệt, hoạt động của người dân sống dọc quốc lộ 12A cũng trở nên khó khăn. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và các phương tiện qua lại, công ty sửa chữa đường bộ và xây dựng tổng hợp 2 Quảng Bình đã cử cán bộ túc trực 24/24 giờ để cắm biển cảnh báo và hướng dẫn người dân khi lưu thông qua những đoạn đường nguy hiểm này. Từ km 29 lên tới km 34 thì đoạn quốc lộ thì bây giờ chỉ có km 33,600 và đến 33,900 thì bây giờ là ngập sâu khoảng độ 3 mét. Còn bây giờ cái đoạn km 32 còn 31 còn khoảng độ 100 thì nước bây giờ nó chảy rất mạnh. Bây giờ hiện tại thì cũng chưa thống kê được vì nước vẫn còn lên quá cao. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Sáng nay, ngày 1 tháng 11, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã tổ chức lễ trao tặng huy chương của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho 43 cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam tại tỉnh Quảng Bình. Dự lễ trao thưởng có đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt Việt Lào, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào quyết định tăng thưởng gần 9.000 huy chương cho cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam, trong đó tỉnh Quảng Bình có 276 cá nhân được tặng thưởng. Trong lễ trao thưởng, 43 cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam tại tỉnh Quảng Bình đã vinh dự được trao tặng huân chương tự do hạng nhất, huân chương chiến thắng hạng nhất, huy chương chống Pháp và huy chương chống Mỹ. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài đã chúc mừng và khẳng định sự hy sinh cống hiến to lớn của các cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam đã góp phần quan trọng cho thắng lợi của cách mạng Lào, là minh chứng cho tình hữu nghị đặc biệt thủy chung của hai dân tộc. Đồng chí cũng mong muốn các cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự phát huy phẩm chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục góp phần gìn giữ, xây đắp thêm lịch sử vẻ vang của quan hệ hai nước Việt Nam Lào. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Quốc hội tiếp tục phiên làm việc tại hội trường để thảo luận kế hoạch tài chính 5 năm về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2017. Tại phiên thảo luận, ông Nguyễn Ngọc Phương, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Bình đã có bài phát biểu đáng chú ý về các nội dung nói trên. Đánh giá việc huy động sử dụng vốn vay và quản lý nợ công, đầu tư công giai đoạn 2011-2015, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương cho rằng nợ công tăng nhanh, áp lực trả nợ lớn, sử dụng vốn chưa cao, việc chấp hành các quy định về đầu tư công một số nơi chưa nghiêm, quyết định đầu tư nhưng không tính toán khả năng vốn, chất lượng chuẩn bị dự án còn thấp, chưa khắc phục tình trạng nội dung chuẩn bị dự án sơ sai, phê duyệt hình thức để được ghi vốn, dẫn đến phải bổ sung điều chỉnh nhiều lần. Bố trí vốn dàn trải kéo dài thời gian thi công, gây lãng phí thất thoát, giảm hiệu quả đầu tư. Đại biểu nhấn mạnh. Thưa Quốc hội, đánh giá như trên là thẳng thắn, nhìn vào sự thật nhưng lại thiếu đi những phần rất quan trọng, đáng kể trong báo cáo của Chính phủ cũng như thẩm tra của Ủy ban Tài chính Ngân sách, đó là thực tế hiệu quả đầu tư có bao nhiêu dự án đưa lại hiệu quả, bao nhiêu dự án thua lỗ, bao nhiêu dự án cần xem xét đề nghị điều tra, truy tố, nguyên nhân, giải pháp xử lý. Có như thế mới xác định được trách nhiệm tổ chức cá nhân để xử lý, làm bài học cho tổ chức quản lý, hy vọng ngăn chặn được tình trạng thất thoát vốn đầu tư hiện nay. Theo báo cáo, chỉ 5 dự án sơ sợi Đình Vũ, gang thép Thái Nguyên, bột giấy Phương Nam, đàm Ninh Bình, nhiên liệu sinh học của Dung Quất đã làm tiêu tan trên 30.000 tỷ. Kiểu báo cáo và thẩm tra như tên là chỉ bắn tỉ thiên. Cái chung chỉ ra được những cái cụ thể trong vốn đầu tư thì thất thoát lãng phí, trách nhiệm tổ chức cá nhân thì không chỉ ra được.
và không tạo ra một bước đột phá để làm chuyển biến nhận thức trong quản lý vốn đầu tư trong thời gian tới. Về dự kiến kế hoạch đầu tư 2016-2020, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương cơ bản đồng tình với dự kiến và những giải pháp chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính thời gian qua trong việc thắt chặt chi tiêu, quản lý tài chính, tích cực trong quản lý thuế, truy thu trên 40.000 thuế nợ động, thu hồi vốn ứng trước, đưa ra giải pháp cân đối ngân sách địa phương. Tuy nhiên, đại biểu cũng kiến nghị làm rõ thêm một số vấn đề. Một, đề nghị bổ sung theo kiến nghị của Ủy ban Tài chính ngân sách về nguyên tắc bổ sung vốn đầu tư phải được cân nhắc, rà soát kỹ lưỡng, đúng đối tượng, đúng trọng tâm, có hiệu quả để khắc phục tình trạng hạn chế thời gian qua. Hai, đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính làm rõ nguyên nhân nợ công và áp lực nợ hiện nay, khả năng giải pháp khắc phục để Quốc hội và nhân dân yên tâm. Nhân gian có câu, thứ nhất nhà dột, thứ hai nợ đòi, tâm lý người dân Việt Nam là lo nợ và nợ công cao thì càng lo. Cho nên càng làm rõ nguyên nhân, càng có giải pháp khắc phục trong thời gian tới thì Quốc hội mới giải quyết được những vướng mắc hiện nay. Thứ ba là theo khoản 5 điều 63 của luật đầu tư công, không sử dụng vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương để trả lại phiếu Chính phủ. Vậy đề nghị Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính không trừ nợ từ nguồn ngân sách địa phương như phương án dự kiến, đặc biệt là năm 2017, và nếu có thì cũng có lộ trình để đỡ gây áp lực cho các địa phương. Cụ thể như Quảng Bình, một tỉnh nghèo, thu chưa đủ chi, vốn trung ương hỗ trợ 64 ngân sách và hiện nay lũ lụt gây hậu quả rất là nghiêm trọng. Nếu như mà thực hiện theo cái phương án này thì cái kế hoạch của năm 2017 là Quảng Bình sẽ bị phá sản. Trong phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương cũng đề nghị Quốc hội và Chính phủ xem việc ưu tiên bổ trí bổ sung vốn cho các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng của sự cố Formosa và lũ lụt gây ra. Chính phủ cần tổng kiểm tra ra soát tình hình đầu tư công để phát hiện, quy trách nhiệm các tổ chức cá nhân gây thất thoát vốn đầu tư để xử lý nghiêm và ngăn chặn nguy cơ lặp lại trong thời gian tới. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là thông tin về dự báo thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm mùng 1 ngày mùng 2 tháng 11 năm 2016. Khu vực miền núi, trời nhiều mây, đêm có mưa, rải rác mưa vừa đến mưa to và dông. Ngày có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm từ 94 đến 99%. Khu vực đồng bằng ven biển, trời nhiều mây, đêm có mưa, rải rác mưa vừa đến mưa to và dông. Ngày có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm từ 93 đến 99%. Khu vực thành phố Đồng Hới, trời nhiều mây, đêm có mưa, có lúc mưa vừa đến mưa to và dông. Ngày có mưa, trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm từ 92 đến 95%. Dự báo thời tiết biển, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Dự báo thời tiết đêm mùng 2 ngày mùng 3 tháng 11 năm 2016. Nhiều mây, đêm có mưa, ngày có mưa rải rác, trời có lúc nắng, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, độ ẩm từ 85 đến 99%.